Em mời chị Âu Hồng ha. À, mời quý vị và các bạn chúng ta đến với vị khách đầu tiên là một chị áo hồng. Không biết chị đến từ đâu. Chào chị. Dạ. Dạ. Chào buổi sáng ha. Dạ. À, chị ngồi đi chị. Dạ. Dạ. À, để em cài cái micro cho chị nha, mình trò chuyện ha chị ha. Em cầm được. À, cầm được rồi ha. Ừ. Cầm vậy ha. Dạ. Rồi, cái phiếu của chị đâu ha, cho em mượn cái phiếu để em biết tên tuổi của mình. Chị đi với ai? Dạ, em đi mình em. Dạ ha. Dạ. Dạ. Rồi, để đó đi, kệ nó đi. Mô Phật. Ừ. Mô Phật hả? Quen, em quen. Dạ. Rồi, chị ngồi thẳng người lên phía trước này ha. Đúng rồi. Rồi, à, chị có thể cho cô chú anh chị biết tên tuổi của mình hả chị ha? Dạ. Trước hết em chào anh Vĩ. Dạ. Dạ, em xin chào quý khán giả trong nước và ngoài nước. Em xin giới thiệu. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1975. Em đến từ An Giang, Phú Tân. À, Phú Tân, An Giang chị ha. Dạ. Dạ. Năm nay thì chị Hà là bao nhiêu tuổi ha? Năm nay em 45 tuổi. À, 45. Dạ, hồi nãy dạ, chị có giới thiệu rồi ha. Dạ. 45 vậy là tuổi 1977 hả chị ha? Dạ. Dạ. À, chị Hà ở nhà đang còn làm công việc gì? Em mua bán tạp hóa. Mua bán tạp hóa tại nhà hả chị ha? Dạ. Dạ. Rồi công việc đó chị thấy sao, có thuận lợi và có phù hợp với chị không? Dạ, em thấy bán thì cũng sống được anh Vĩ. Dạ. Dạ. Bán cũng sống được mà không bán thì không sống được ha. Dạ. Tại vì có thật mới giật được đã thôi. Dạ, mình rồi, không có làm thì đâu có ăn đâu. Dạ. À, vậy rồi hiện tại đó thì chị đang còn sinh sống với những thành viên nào trong gia đình mình? Dạ, em thì em sống với mình em mà. Em lấy chồng mà được 20 năm anh Vĩ. Mà không có con, rồi em với ảnh đi chia tay năm nay được 5 năm. Chưa có con hả chị? Dạ, không chưa có con. Dạ. Hiện tại vậy là ba mẹ rồi anh chị em này kia chị còn sống chung với ai không hay là sống một mình? Em có nhà riêng, em sống một mình em mà. Ba mẹ em thì mất hết anh chị. Dạ. Vậy hồi đó lập gia đình thì sống với nhau được bao nhiêu năm? Dạ, được 20 năm. Sống được 20 năm? Dạ. 20 năm mà không có con? Dạ. Vậy là do cái số mình chưa có hay là do không muốn sinh? Em đi bác sĩ thì bác sĩ nói em có khả năng sanh con. Còn ảnh thì thì kêu ảnh đi, ảnh nói rồi để từ từ đi, từ từ đi. Thuận theo tự nhiên đi, rồi từ từ viết, rồi ngày qua ngày viết, rồi kéo dài tới mười mấy năm, 20 năm. Mà cũng có thể đôi khi ảnh cũng biết cái điều gì đó không chừng, nên là ảnh không muốn nói ra. Cái không muốn nói ra thôi, chứ còn con cái mà ai mà không muốn có gia đình, có vợ rồi có con. Có đôi khi ví dụ như đôi khi một năm chưa có là đã lo rồi, đã lo, đã chạy chữa này kia để cho có con rồi. Chứ nói chi đến 20 năm mà không có chịu có con thì chắc là ảnh cũng hiểu được phần nào về cái cơ thể của ảnh, cái bệnh lý của mình. Thôi vậy xin chia buồn với gia đình, gọi là nói buồn thì cũng không phải buồn nhưng mà đại khái là nó không được suôn sẻ chị ha. Dạ. Cái này chắc mình không mắc nợ con á anh Tiến Vĩ. Mình không mắc nợ. Chưa có chứ không phải không có đâu. Dạ. Vậy trong tương lai thì chị có muốn sinh em bé rồi có con này kia? Dạ, em cũng muốn lắm, em cũng ham lắm mà sao mà tới giờ không có, em cũng không biết làm sao. Cũng ao ước nhưng mà do nó chưa tới lúc thôi chị ha. Dạ. Dạ. Vậy thì hôm nay chị tới gặp em thì chị muốn bày tỏ lên cái nỗi niềm gì? Dạ, em hôm nay đến gặp anh Vĩ, em nhờ anh Vĩ kết nối cho em một bờ vai để em nương tựa vậy đó. Dạ. Dạ. Vậy chứ thì trong thời gian qua thì chị đã kiếm được cái mục tiêu nào chưa hay là bây giờ mình giới thiệu? cũng có anh thì không, ý anh hỏi là như em có xem chương trình của anh, em cũng có thấy mấy anh trên chương trình của anh thì em thấy cũng được,
Nhưng mà em cũng không dám nói trước, không dám nói lên. Tại vì không biết mình thích người ta mà người ta có thích mình không, mình cũng không biết anh vậy. Bây giờ như em đăng hình vậy nè, rồi như anh nào thích thì liên hệ với anh Tiến Dĩ. Rồi anh Tiến Dĩ kết nối giùm cho hai người như là tìm hiểu nhau vậy đó. Tìm hiểu để làm bạn với nhau vậy thôi chứ. Coi cái duyên của mình tới đâu ha. Dạ. Chứ không phải là giống như cái câu hát cái gì mà muốn làm quen mà không có dám nói, sạch cay dù đi tới đi lui. Dạ. Chứ em thấy em cũng ngại ngại. À, cũng ngại ngại ha. Dạ. Thôi thì vậy thì mình giới thiệu về bản thân mình để mình kiếm một ý trung nhân cho phù hợp ha. Dạ. Cái đó thì tùy chị. Chị muốn trình bày thế nào đó thì em ghi nhận như vậy. À, còn vấn đề là nếu mà chị chọn một người chồng trong tương lai thì chị muốn anh đó như thế nào? Rồi tuổi tác ra sao? Dạ thì như trước hết thì tuổi tác ví dụ như anh lớn hơn em 5 tuổi, 10 tuổi thì cũng được anh vậy. Hoặc là nhỏ hơn 1-2 tuổi thì được, chứ nhỏ nữa không được, nhỏ nhiều quá không được. Với lại như cái người bạn của em là như em muốn ảnh, thứ nhất là ảnh có đạo đức. Như anh Vĩ, tên Vĩ vậy đó. Anh Vĩ hiền, có đạo đức, em thích cái hạnh của anh vậy đó. Với lại ảnh biết lo làm ăn á anh. Dạ. Lo làm ăn. Rồi cái thứ nhì nữa là ảnh cũng biết thương em và lo lắng cho em vậy thôi. Dạ. Đương nhiên là lấy chồng thì ai cũng mong muốn rằng là người chồng biết lo lắng cho vợ, biết cái điều mà mình mong muốn. Dạ. Còn tuổi tác đó thì chị có muốn là dần thân tỉ hợi này kia gì không? Không anh Vĩ ơi. Thì em nói như lớn hơn 5 tuổi, 10 tuổi gì đó. Thì giờ quan trọng điều thứ nhất là mình tìm hiểu nhau, mình thấy hợp á anh. Hai bên hợp nhau là điều đó là quý rồi. Còn tuổi tác là để tính sau đi. Dạ. Dạ. À, còn một mai đó mà lập gia đình thì chị có e ngại là chị đi xa này kia không? Em thì nếu mà như bên ảnh có điều kiện, ảnh muốn em đi theo ảnh đi về bên ảnh sống thì em đi. Còn nếu ảnh thích sống bên em thì càng tốt. Bị nhà em thì sống có mình em mà không có vướng bận con hay là mẹ, cha gì trong đó. Chỉ có mình em thì sống nó cũng khỏe lắm. Dạ. Theo chị thì cái quan điểm của chị thì chị muốn về bên chồng hơn hay là muốn chồng về bên mình sống hơn? Quan điểm của em thì em thích về bên em hơn. Nhưng mà như cái duyên nó không có được theo ý của mình. Như ảnh muốn về bên ảnh thì em chiều vậy đó. Đại khái là hiện tại thì là chị vẫn thích cái nơi mà mình đã từng sinh sống quen thuộc này kia từ trước đến giờ ha. Đại khái là vậy ha. Nếu mà về nhà chồng thì trước mắt cái điều chị e ngại thì chị e ngại những điều gì về nhà chồng? Về bên chồng hả anh? Mình làm dâu đó anh. Làm dâu đó, rồi nhiều khi cũng khó lắm. Nhiều người rồi mình làm không có trọn vẹn được hết đâu. Rồi mình làm dâu rồi có khi người này thích thì người ta nói được, còn người ta không thích rồi cái ta nói này nói kia nói nọ. Ý em không muốn như ví dụ như anh về sống như gần bên em cũng không được. Nhiều khi cũng sợ bên em này kia và anh buồn. Rồi về bên ảnh á, thì cũng sợ anh em chị em đồ bên vợ bên chồng nữa. Nhưng mà còn em thì em sống đó thì em ở xa anh em. Xa không có gần gũi anh em, thành ra cũng thoải mái lắm. Như em sống tại chỗ đó là cách xa hết trơn. Vậy đó. Thật ra thì tuy rằng là mình e ngại vậy thôi. Còn trong cuộc sống thì cái điều gì đến thì mình cũng chưa có biết được. Đôi khi ảnh yêu thương thì cái chuyện là ảnh sẽ che chở cho mình. Sẽ che chở cho mình. Ví dụ chẳng hạn như là bên nhà trai mà ai mà ăn hiếp mình này kia thì ảnh có ảnh che chở, ảnh binh vực cho mình. Ảnh thương mà. Thì chuyện đó thì em có trải qua rồi. Em biết anh gì tiếng gì. Em cũng một lần gian dở thì mình đã hiểu rồi, mình biết á. Biết là về bên chồng như thế nào biết hết anh vậy. Dạ.
Phải cái người mới chưa từng trải thì người ta không biết chứ em đã trải qua rồi. Dạ, đã trải qua rồi nên cũng không có gì bỡ ngỡ lắm ha. Dạ. À, có nghĩa là hiện tại cái quan điểm của chị thì sống bên chị thì chị vẫn an tâm hơn. Dạ, dạ. Mà bây giờ em thấy tốt nhất là mình sống là xa, bên nào cũng xa hết. Bên em cũng xa mà bên ảnh cũng xa, em thích như vậy đó. Tại vì mình cũng thấy như cảnh như là sống gần gần là không ổn rồi. Dạ. Bây giờ em rút kinh nghiệm. Cho nên đó, em sống em có nhà riêng vậy đó. Chị nói vậy Vĩ nhớ tới một cái câu thơ là cái câu đầu là má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Thì cái câu đáp lại là má đây không dám gả gần, con về xúc gạo nhiều lần má hao. Nên là chị muốn lấy chồng xa xa một chút hay ý vậy đó ha. Lấy chồng xa xa đi nó mỏi chân một chút, nhưng mà lỡ có chuyện gì cha mẹ mình không có nghe được, cha mẹ mình không có buồn cái gì. Ở gần nhiều khi chuyện này chuyện nọ cha mẹ nghe được cái cha mẹ buồn vậy đó. Bây giờ tùy duyên nên dĩ thôi. Em cũng không biết nói làm sao. Khi cái nhân duyên của mình nó có chồng xa thì phải chịu thôi. Chứ ngày xưa em lấy là chồng lần đầu tiên em cũng đâu chịu lấy xa đâu, em chịu lấy gần gần, nhưng mà đưa đẩy đẩy đưa em sao mà tới Trà Cú, trong Trà Vinh mấy chục cái số. Trà Cú em đi mỗi lần đi về là đi nhiều chuyến xe lắm, chiền nhiều chuyến nó mới tới. Chiền nhiều chuyến mới tới. Dạ cũng mà đó cái đó là do cái nhân duyên chứ em cũng đâu muốn duyên được. Dạ. Hiện tại bây giờ thì ba mẹ của chị thì còn khỏe không? Ba mẹ em mất hết anh chị ơi. Ba mẹ mất hết. Dạ. Anh chị em trong gia đình thì được mấy người hết? Dạ được 6 người anh. 6 người. Ba trai ba gái. Vậy gì ha. Em gái Úc. Gái Úc. Gái Úc thì thường được mẹ cưng chiều nè. Rồi gái Úc thường còn có của hồi môn nữa. Vậy trước đây thì nhà cửa đó là chị anh chị lấy nhau rồi ra ở riêng hay là chị ở lại cái nhà của ba mẹ cho? Em với ảnh lấy nhau thì có làm có tiền mua đất các nhà riêng anh. Chứ còn Út trai là anh ở trong nhà. Anh người anh của em ở trong nhà giữ thủ thờ cúng cha mẹ. Út trai ha. Rồi. Rồi hôm nay đó thì ngoài những cái điều mà Vĩ muốn tìm hiểu ra thì có điều gì mà chị muốn bày tỏ nữa? Thì chị cứ tự nhiên bày tỏ rồi Vĩ ghi nhận những cái ý kiến của mình. Chẳng hạn như là mong muốn anh ấy là người có đạo hay không, hoặc là thế nào đó. Ví dụ vậy. Em thì em đạo Phật anh Vĩ. Em cũng mong muốn là bạn của em sau này cũng đạo Phật, cùng đạo nó dễ hơn anh. Chứ để khác đạo em thấy nó hơi khó. Dạ ý của em là muốn cùng một đạo để nó dễ dàng, khi mình muốn đi chùa chiền mình vũ ảnh chở mình đi nó dễ không vậy? Nó dễ hơn em ha. Thì em thích đi chùa. Để nhiều khi ảnh đạo khác rồi cái mình vũ anh đi chùa cái ảnh hơi nhiều khi anh không vui, ý không muốn vậy đó. Ý em là muốn cùng đạo cho nó dễ. Dạ. Ok, Vĩ hiểu rồi. Nói chung là chị cũng không có tiêu chí gì cao lắm đó chị ha. Em thì em sống đơn giản lắm. Sống đơn giản, cuộc sống em cũng cái gì cũng em cũng thích đơn giản vậy đó. Chỉ cần người chồng biết lo làm ăn với biết tốt với em. Đừng có ngoại tình này kia, đừng có bé đi ra ngoài thế này thế nọ được rồi. Ý em vậy đó. Chỉ sợ điều đó hả? Dạ em sợ lắm, em bị sợ. Bây giờ gặp một người mà có vợ bé này kia nữa chắc em cũng ớn lắm. Rồi ngoài cái việc mà bán tạp hóa ra thì chẳng hạn như mai mốt mà ông xã có công ty hay là kinh doanh cái gì đó thì chị còn muốn có thể chị có muốn cùng chồng để phát triển cái nền kinh tế, và chị những cái việc của chồng làm chẳng hạn như kinh doanh này kia thì chị có thích không? Thích việc kinh doanh không? Dạ thì em cũng thích anh hồi trước tới giờ em
nhỏ tới lớn em sống về nghề mua bán không ạ. Chuyện kinh doanh thì em cũng dành lắm. Mà cái chuyện đi vô trong đồng này kia, cái dặm này kia em không biết. Em bị gì, em mua bán từ nhỏ tới lớn đó. Ở đó thuộc xã hay là thuộc huyện chị? Em ở đó thuộc xã anh. Xã. Nhưng mà chỗ đó buôn bán được thì chắc là cũng đông đúc ha. Chỗ đó thì cũng ít người anh chị. Bán thì cũng không có đắt gì mấy. Tại vì bây giờ người ta gom đi lên trên Bình Dương, thành phố người ta sống anh chị. Nhưng mà tạp hóa đó thì thường đó là phục vụ cho những người ai cũng cần xài những cái thứ đó. Chị ha. Nói chung là thứ lặt vặt rồi hầu như đã sinh hoạt thì phải cần xài những cái thứ đó chị ha. Chẳng hạn như bây giờ mà buôn bán xe Honda hoặc là buôn bán cái này cái kia thì phải lựa cái chỗ nào mà người ta có nhu cầu. Còn mà ví dụ như buôn bán tạp hóa thì theo vị nghĩ là ở đâu có người thì ở đó có cần sinh hoạt. Em thì em thấy cái nghề tạp hóa này bán thì nó cũng im lắm, mà phải đông người á, đông người anh bán anh tiêu thụ nhiều mới nó mới có lời nhiều. Còn người ta đi đi nó lại nó vắng quá chèn vắng, người ta không còn bao nhiêu nữa. Ít lắm người ta. Vậy thì ở nhà của chị thì có được rộng không, ví dụ như là hiện tại chị ở một mình nhưng mà nếu có chồng với có con thì có đủ sinh hoạt không nơi ở hiện tại? Dạ thì đủ anh, ví dụ như mình có một gia đình nhỏ như một hai vợ chồng hai đứa con thì cũng, sống cũng thoải mái anh. Cũng ổn ha. Dạ rồi ok chị, em cũng nắm được cái điều chị muốn bày tỏ. Và bây giờ thì cuối chương trình chị còn muốn bày tỏ gì thêm nữa thì cứ tự nhiên, còn không nữa thì chị gửi lời chúc cho cô chú anh chị rồi mình kết thúc buổi trò chuyện. Cuối chương trình thì em cũng xin chúc cho gia đình anh Tấn Dĩ được nhiều hạnh phúc, sống vui vẻ. Em cũng xin chúc cho quý khán giả trong nước và ngoài nước được làm ăn thuận lợi trong công việc của mình và có nhiều sức khỏe. Hết anh chị. Ok chị ha. Để mình tạm biệt nhau nha chị nha.